TikTok là nền tảng mạng xã hội có độ tuổi người tham gia trẻ nhất. Nhóm người dùng TikTok đông nhất là nhóm từ 10 đến 19 tuổi. Người dùng hệ điều hành Android tại Mỹ xem TikTok nhiều hơn các video của YouTube. Riêng đối với trẻ em, thời gian lướt TikTok gấp đôi thời gian dành cho Instagram. Trong phiên điều trần về các mạng xã hội cuối năm ngoái, các quan chức chính phủ Mỹ cáo buộc thuật toán gợi ý nội dung video của TikTok có thể khiến người dùng nhỏ tuổi mắc chứng rối loạn ăn uống, tự làm hại bản thân hay thậm chí tự tử. Đã có không ít trường hợp trẻ em bị thương nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong do thực hiện theo các thử thách, xu hướng nguy hiểm được lan truyền trên TikTok. Mọi thứ anh làm là để thu hút thêm người dùng, đặc biệt là trẻ em, và giữ người dùng trên ứng dụng lâu hơn. Anh không thể bào chữa là chúng tôi không phải Facebook. Chúng tôi khác biệt. Khác biệt với Facebook không phải là một lý do để đưa ra biện hộ. Trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, có những trẻ em còn quá nhỏ để có thể ở trên những nền tảng này. Và anh cho phép nó diễn ra, bởi vì anh chỉ quan tâm đến tiền. Dù mới có tuổi đời 6 năm, nhưng TikTok cũng vướng vào nhiều cuộc chiến pháp lý liên quan đến giới trẻ. Năm 2019, ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đã phải chịu mức phạt 5,7 triệu đô la Mỹ tại Mỹ vì thu thập thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Năm 2020, TikTok bị Hàn Quốc phạt 186 triệu won, tương đương 155.000 đô la Mỹ vì thu thập dữ liệu từ trẻ vị thành niên mà không có sự cho phép của người giám hộ hợp pháp của họ. TikTok cũng đang phải đối mặt với vụ kiện tại Anh về cáo buộc thu thập bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của hàng triệu trẻ em ở châu Âu.